2008 là thời điểm Sri Lanka gộn gàng trong lễ hội Phật giáo rước xá lợi ngân Phật mang tên Isala Bega Hega, là một truyền thống lớn nhất năm với màn biểu diễn hoành tráng và đầy màu sắc trên đường phố. Isala Bega ở Kandy là một trong những lễ hội Phật giáo lâu đời và lớn nhất ở Sri Lanka. Lễ hội này được tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8, khoảng thời gian kỷ niệm giáo lý đầu tiên của Đức Phật ban sau khi Ngài đạt được giác ngộ nhập tên nhằm tôn vinh thánh tích găng của Đức Phật. Theo truyền thống, nghi thức này nhằm ban phước lành cho nhà vua và người dân. Lễ hội là dịp người dân khắp nơi về đây hành hương, chiêm bái thánh tích xá lợi của các Phật và được coi là quốc bảo của Sri Lanka. Xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quốc là đảo Sri Lanka. Và phía sau lưng của cô bác quý anh chị đây là những cái chú voi. Và cô bác quý anh chị biết rồi, ở quốc đảo Sri Lanka thì đây là một cái nơi mà có hơn 70% là người dân theo Phật giáo. Và ngày hôm nay là một trong những ngày gầm 15 tháng 7 âm lịch. Và nơi đây sẽ diễn ra một cái lễ hội Phật giáo lớn nhất của đất nước Sri Lanka, đó là diễu hành xá lợi găn Phật ngay tại thành phố Kandy. Đây là một trong những cái nghi thức lớn nhất của đất nước Sri Lanka, hả cô bác anh chị? Và lễ hội nghi thức diễu hành xá lợi găng Phật được diễn ra như thế nào? Mời cô bác anh chị cùng tiếp tục theo Bùi Hồ. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là các chú voi đang chuẩn bị cho cái công tác diễu hành ha. Mỗi chú voi thì có một cái chiếc áo bào nó khác nhau. Và như cô bác anh chị biết được rằng ở Sri Lanka hơn 70% là theo đạo Phật, còn khoảng 30% là theo đạo Hồi, rồi Công giáo và Hindu giáo. Và chú voi đang ngậm nhấm một cái thân của cây đụng đỉnh. Mọi công tác chuẩn bị cũng gần xong. Và đến 7 giờ thì sẽ bắt hành lễ diễu hành. Và lễ diễu hành này được diễn ra 10 ngày trong gặp tháng 7. Hành xá lợi găng Phật thì đây là một cái nghi lễ diễu hoành tráng, và các biện pháp nên phải được thắt chặt ngay tại cái ngôi chùa xá lợi găng Phật. Và cô bác anh chị có thể thấy được rằng ở phía trước các cổng ra vào thì được thắt chặt bởi những cảnh sát, với những thắt chặt lên ha. Ở đây các anh bảo vệ nghiêm ngặt quá ha, gương mặt nhìn rất là ngầu luôn. À, như vậy là còn khoảng 30 phút nữa thì lễ hội sẽ được diễn ra, và mình và thầy cũng đang đứng rất là gần với những cái chú voi. Chú voi này thì chút nữa sẽ rước kiệu, ở trong đó thì sẽ có một chú voi sẽ là được rước cái xá lợi răng Phật luôn ha thầy. Đúng rồi. Và lễ hội này thì diễn ra trong vòng 10 ngày, như vậy thì gần như ngày nào cũng như nhau hay là khác biệt nhau gì không thầy? Thật ra là trong 10 ngày này á thì cái lễ hội đều diễn ra giống nhau, nhưng mà có một điều khác biệt là sẽ đi khác trên con đường. Tức là hôm nay sẽ đi một con đường này, và ngày mai sẽ đi một con đường khác. Nên là mọi người sẽ tranh thủ đến những cái đoạn đường mà được chuẩn bị á, thì họ sẽ đến đó và họ sẽ chờ đợi từ sáng sớm cho đến bữa tối mới được xem lễ hội. Nãy giờ có một cái điều mà con vẫn chưa có trả lời được, thắc mắc nhưng mà chưa có câu trả lời á. Con thấy là gần như là người dân Sri Lanka ai cũng mặc một bộ đồ màu trắng hết à. Không, em thấy các chú voi này cái trang phục nó có giống nhau không? Mỗi chú voi ở đây đều là một cái bộ trang phục khác nhau. Bên kia mà gọi là chú voi quan trọng nhất đây. Chú voi sẽ gánh và rước cái kiệu chứa cái xá lợi răng Phật. Cái cảm xúc em như thế nào khi mà giờ này được chứng kiến cảnh người dân thành phố Kandy ngay tại Sri Lanka thực hiện một cái nghi thức đó là diễu hành xá lợi găng Phật ngay tại thành phố? Em thì lần đầu tiên, và mình cũng không nghĩ là hôm nay mình đến Kandy thì mình đúng cái dịp này. Không có trong kế hoạch luôn, nhưng mà rất là hồi hộp và chờ đợi những gì sắp tới diễn ra. Em đã từng chứng kiến bảo tháp bên trong chứa xá lợi răng Phật cách đây khoảng hơn 1-2 năm trước rồi, nhưng mà lần này thì mới được chứng kiến là ngồi đời thực như vậy.
Và bên kia có một cái chú voi đang tiến hành vào trong cái ngôi chùa, đúng không? Và đây là một cái chú voi mà có một cái voi chúa hay sao thầy? Xá lợi thì một cái lưng voi á. Dạ. Hai con. Không biết thì trang phục mỗi chú voi mỗi màu khác nhau thì có ý nghĩa như thế nào hả thầy ha? Thường là những cái con voi mà voi chính thì nó sẽ có những cái bộ đồ rất là sặc sỡ, và những con voi này là cái nhiệm vụ chính là sẽ đi cuối cùng, nên là nhìn sẽ có sự khác biệt so với những con voi đi trước. Dạ. Và mỗi là buổi lễ diễu hành như vậy á thầy thì có tổng cộng là bao nhiêu chú voi cùng đi diễu hành hả thầy? Có thể là vài chục con voi ạ. Dạ. Dạ. Thưa thật với thầy là ngày hôm nay cái cảm giác của con vô cùng hạnh phúc khi mà con chứng kiến được cái cảnh này. Đúng phải rồi. Nói là được sinh ra trong đời là cái được chứng kiến một trong những cái nghi thức mà nó quan trọng và nó có từ hàng ngàn năm như thế này. Nó không phải là một cái chuyện bình thường, nó là một sự hữu duyên sâu sắc hả thầy? Và thực ra là cái lễ hội này đúng là đặc biệt là có những chú voi. Dạ. Chưa bao giờ mà trên thế giới mà có còn những cái con voi mà có những cái ngòi á, cái ngà rất là dài như thế này đúng không? Dạ. Và theo như Bùi Hồ quan sát thì ở đây có đến gần 10 chú voi với những cái chiếc ngà cực kỳ dài luôn ha. Yang kau yang ini tu, tapi kaki lengan tu. Ni, tapi kaki lengan. Đây là hai chú voi mà theo Bùi Hồ nhận thấy là có chiếc sừng cực kỳ dài luôn. Roger. Dạ. Đây là một trong những cái nghi thức Phật giáo, nghi thức tôn giáo mà lớn nhất ngay tại quốc đảo Sri Lanka. Và việc diễu hành xá lợi găng Phật là một trong những quốc bảo của đất nước Sri Lanka. Ở đất nước Sri Lanka có hai quốc bảo có tuổi đời hàng ngàn năm, đó là xá lợi găng Phật và quốc bảo thứ hai là cây bồ đề có tuổi thọ hơn 2.000 năm. Không những là chú voi này được mặc áo bào mà còn có đèn ở trên đó nữa ha thầy ha. Wow.
và trong cái khuôn viên như thế này thì có một cái chiếc xe phát nước miễn phí cho tất cả các Phật tử khi đến đây tham gia tham quan cái buổi diễu hành này. Và cô bác anh chị biết là người dân Sri Lanka họ rất là thân thiện và dễ thương. Thank you very much. Yeah. Đối với người dân Sri Lanka thì uống trà nó rất là quan trọng luôn, và trà được xem là một cái đặc sản của đất nước Sri Lanka. Cái nguồn gốc về trà Liếp Tông là cũng từ Sri Lanka, cô bác anh chị. Như cô bác anh chị biết thì Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo. Tuy nhiên thì hiện nay ở Ấn Độ chỉ chưa tới 1% là người dân theo đạo Phật. Phần còn lại người lớn người dân Ấn Độ là theo đạo Hindu giáo. Thì ngược lại thì đối với người dân Sri Lanka thì hơn 70% là người dân Sri Lanka theo đạo Phật giáo, và 30% còn lại là đạo Hồi nè, Hindu giáo nè, Công giáo và tất cả các tôn giáo khác. Người dân mà khi đến đây viếng lễ là phải mặc một nguyên một cái bộ đồ trắng và đi chân đất cô bác anh chị. Cách đây hơn 2 năm về trước thì Sri Lanka vướng phải một cái tình trạng vỡ nợ, chính phủ tuyên bố vỡ nợ. Cuộc sống của người dân Sri Lanka vô cùng khó khăn luôn. 2 năm đó thì người dân phải thắt chặt chi tiêu, kể cả những cái việc mà họ sẽ, ví dụ ha, buổi họ nói ví dụ một ngày họ ăn 4 cử thì họ chỉ còn ăn 2 cử trong một ngày thôi. Và do khó kinh tế khó khăn đó thì xăng tăng giá là 3-4 lần, gạo cũng tăng giá nè, và tất cả các mặt hàng khác thì người dân bắt buộc phải thắt lưng buộc bụng, thắt chặt kinh tế của gia đình của mình, và thậm chí là có đôi khi là họ còn thiếu gạo ăn luôn hả cô bác anh chị. Và ngày hôm nay thì một bà Sri Lanka đang dần dần hồi phục, và họ đang tổ chức một cái lễ hội nghi thức tôn giáo Phật giáo rất là lớn ngay tại một cái nơi được gọi là trái tim của quốc đảo Sri Lanka, đó là thành phố Kandy. Và người ta nói khi mà chưa đến Kandy thì coi như là chưa đến đất nước Sri Lanka. Một đất nước mà nếu như mà mình nhìn từ ở trên vệ tinh nhìn xuống thì nó giống như là giọt nước mắt, và người ta gọi là giọt, và giọt nước mắt của Ấn Độ thì người dân người ta gọi là giọt nước mắt Ấn Độ hay là giọt nước mắt Sri Lanka. Và từ Sri Lanka có một cái tên gọi khác, đó là nữa là Tích Lan. Tích Lan là đọc theo tiếng của người Hoa hay cô bác anh chị. Và người dân họ sống ở đây, cuộc sống mình cảm thấy họ rất là thân thiện. Và đối với người dân thì họ đồng ý. Một trong những cái văn hóa rất là hay là khi họ đồng ý là họ sẽ lắc đầu. Đây là đội đuốc sẽ dẫn đoàn ở đằng trước á. Những cây đuốc khá là to luôn nè. Vỏ trái cây á. Coconut, right? Yeah, coconut, right? Oh. Một cái điều mà mình ấn tượng nhất là người dân Sri Lanka họ rất là thân thiện, và mỗi khi họ đồng ý là họ sẽ lắc đầu. Mùi dầu béo, dầu dừa. Đúng rồi. Không phải là mùi dầu hắc của mình nha. Mà dầu này có mùi giống thơm của chất béo á. Dầu dừa, đúng là dầu dừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chỉ còn vài phút nữa thôi thì nghi thức sẽ được tiến hành. Và phía trước mặt của cô bác của anh chị, đây là một cái bảo tháp mà ở nơi đó có lưu giữ kinh Lá Buôn. Và vì ở trong cái bảo tháp này không có cho quay phim chụp hình á, nên Bùi Hồ không có chia sẻ được cho cô bác anh chị biết được ha. Đây là khung cảnh người dân ngồi hàng giờ bất chấp mưa gió để mà chờ nghi thức. Nước gần Phật để diễu hành ngay tại thành phố Kandy. Và mỗi một nơi như vậy là người dân phải ngồi đợi từ rất là lâu rồi. Từ trời bắt đầu đang mưa và người dân vẫn đang ngồi lại và che dù để mà được chiêm ngưỡng trong một trong những cái giây phút mà thiêng liêng nhất của năm. Và thông tin của cô bác anh chị là nghi thức này chỉ diễn ra một lần trong một năm thôi, có nghĩa là khoảng giữa tháng 7, khoảng 10 ngày. Đây con cần cái có cho xăng nữa kìa. Cái đoàn diễu hành đi qua thì người dân họ ném những cái đồng xu cho đoàn diễu hành. À, đây là những người này đang nhặt những cái đồng xu ở trên đường. Một cái khung cảnh khá là hoành tráng.
Trọng nhất, thiêng liêng nhất, đó là được nhìn thấy bảo tháp chứ xá lợi găng Đức Phật Thích Ca. Đây là một trong những cái giây phút mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất khi là một người con, là một Phật tử, được hành hương về vùng đất Phật và được chứng kiến ngày diệu hành, ngày gặp tháng 7 ngay tại đất nước quốc đảo Sri Lanka, về một bảo tháp được cho là bảo tháp chứa xá lợi găng Phật. Không riêng gì các Phật tử mà đối với người người con đất nước Sri Lanka, nơi mà chứa một quốc bảo đó là xá lợi găng Phật, thì ao ước được một lần trong đời để mà được đảnh lễ, được nhìn thấy tận mắt xá lợi găng Phật. Tuy nhiên 10 người thì rất là hiếm hoi để mà gặp được. Đây là một cái bảo tháp. Thiêng liêng, và cầu mong cho tất cả cô bác quý anh chị được bình an trong cuộc sống khi nhìn thấy những cái hình ảnh mà Bùi Hồ chia sẻ như thế này. Đó là một bảo tháp chứa xá lợi găng Phật.